Bấy giờ thiện tài thấy cụ túc yêu bà di rồi, bèn đảnh lễ đi nhiễu bên phải, cung kính chắp tay bạch rằng, Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Cụ Túc yêu bà Di nói rằng, thiện nam tử, ta đã được môn giải thoát Bồ Tát vô tận phước Đức Tạng, có thể ở trong một cái bát nhỏ như vậy, tùy các chúng sinh đủ thứ sự ưa thích, sinh ra đủ thứ thức ăn uống mỹ vị, đều khiến cho đầy đủ, giả sử trăm chúng sinh ngàn chúng sinh trăm ngàn chúng sinh ức chúng sinh trăm ức chúng sinh ngàn ức chúng sinh trăm ngàn ức na do tha chúng sinh cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh giả sử chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi diêm phù đề chúng sinh nhiều như số hạt bụi một bốn thiên hạ tiểu thiên thế giới trung thiên thế giới đại thiên thế giới cho đến chúng sinh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi phật giả sử tất cả chúng sinh mười phương thế giới tùy sự ưa thích của họ đều khiến cho đầy đủ mà thức ăn uống đó không cùng tận cũng không giảm bớt như thức ăn uống đủ thứ thượng vị như vậy đủ thứ tòa ngồi đủ thứ y phục đủ thứ tọa cụ đủ thứ xe cộ đủ thứ hoa đủ thứ tràng hoa đủ thứ hương đủ thứ hương thoa đủ thứ hương đốt đủ thứ hương bột đủ thứ châu báu đủ thứ chuỗi ngọc đủ thứ tràng đủ thứ phan đủ thứ lọng đủ thứ đồ tư xanh tốt đẹp tùy ý sở thích đều khiến cho được đầy đủ lại nữa Thiện Nam tử giả sử trong một thế giới ở phương đông, hàng thanh văn độc giác dùng thức ăn của ta rồi, đều chứng quả thanh văn Bích chi Phật, trụ thân cuối cùng như trong một thế giới, trăm thế giới, ngàn thế giới, trăm ngàn thế giới, ức thế giới, trăm ức thế giới, ngàn ức thế giới, ngàn ức thế giới, trăm ngàn ức thế giới, trăm ngàn ức na do tha thế giới, thế giới nhiều như số hạt bụi có diêm phù đà, thế giới nhiều như số hạt bụi một bốn thiên hạ, thế giới nhiều như số hạt bụi tiểu thiên cõi nước thế giới nhiều như số hạt bụi trung thiên cõi nước, thế giới nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại thiên cõi nước, cho đến thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật như vậy. Hết thảy tất cả thanh văn độc giác, dùng thức ăn của ta rồi đều chứng được quả thanh văn bích chi Phật, trụ thân cuối cùng. Phương Đông như vậy, phương Nam Tây Bắc bốn hướng trên dưới cũng đều như thế. Lại nữa, thiện nam tử, phương đông một thế giới cho đến trong các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi phật hết thảy bồ tát còn một đời nữa thành tựu quả vị phật dùng thức ăn của ta rồi đều ngồi nơi đạo tràng ở dưới cội bồ đề hàng phục ma quân thành a nậu đa la tam miệu tam bồ đề như phương đông phương nam tây bắc bốn hướng trên dưới cũng lại như thế